Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Ngày 29 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng của Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với giới lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Cuộc họp chỉ ra rõ rất nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng tăng cao, đặc biệt liên quan đến vụ lây nhiễm rộng ở Bệnh viện Bạch Mai. Và nhiều thông tin cho rằng, trong một thời gian ngắn tới đây, rất nhiều thành phố lớn ở Việt Nam sẽ bắt đầu giới nghiêm. Đây là hình ảnh cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với 5 địa phương lớn diễn ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2020. Là bệnh viện trung ương hàng đầu, Bệnh viện Bạch Mai thường xuyên có rất đông người ra vào mỗi ngày. 40.000 người từng ra vào bệnh viện này trong những ngày gần đây và do đó thuộc diện cần theo dõi hoặc cách ly là con số ấn tượng đề cập đến trong cuộc họp ngày hôm 29 tháng 3 vừa qua. Như vậy, với 7.000 người đã xác định được tới nay chỉ chiếm khoảng 1/6 tổng số cần theo dõi và cách ly, theo như con số 40.000 người được đưa ra. Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết, tính đến cuối giờ chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 3, đã có kết quả xét nghiệm đối với 3/4 trong tổng số 7.000 mẫu xét nghiệm các cá nhân có liên quan cho đến nay đều âm tính. Trong 3 ca lây nhiễm trong nước tính đến 6 giờ chiều ngày Chủ nhật 29 tháng 3, thì có đến 2 ca đến từ ổ dịch lớn nhất này, trong đó một người là bệnh nhân từng chữa trị trong bệnh viện khác ở Bệnh viện Bạch Mai và một người là nhân viên của công ty cung ứng dịch vụ nước sôi cho Bệnh viện Bạch Mai. Và công tác khoanh vùng tìm kiếm những người có thể phơi nhiễm dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán tại Bệnh viện Bạch Mai vẫn còn rất nhiều khó khăn vì địa bàn trải rộng và số lượng người rất lớn và sự di chuyển của họ cũng rất phức tạp từ Nam đến Bắc. Đây là hình ảnh Bệnh viện Bạch Mai hiện là ổ dịch lớn nhất của cả nước. Truyền thông trong nước đưa tin Hà Nội đề nghị đóng băng bệnh viện sớm nhưng đề xuất không được chấp nhận. Theo đó, Bệnh viện Bạch Mai chỉ đóng băng một phần, tức là khoa nơi có bệnh nhân dương tính mà thôi. Tiếp đó, sau ngày 20 tháng 3, bệnh viện đã chuyển trên 5.100 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai về các tỉnh, thành phố ở miền Bắc. Cùng với số đó đã tiếp nhận thêm 1.600 bệnh nhân khác. Với gần 1.600 người chuyển về Hà Nội, Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung cho biết, trong 2 ngày qua đã xác minh được thân nhân lai lịch và ra quyết định cách ly tại nhà, đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm cho trên 1.300 người. Nhưng vấn đề phát sinh là những người đi cùng với bệnh nhân rồi người vào thăm trong Bệnh viện Bạch Mai. Hà Nội cũng đã triển khai rà soát toàn bộ bệnh nhân chạy thận nhân tạo ngụ ở xóm chạy thận. Đối diện Bệnh viện Bạch Mai, tất cả các trường hợp bệnh nhân ở các tỉnh thành đến nội trú, khoảng 300 người thường xuyên hiến máu cho Bệnh viện Bạch Mai cũng được xét nghiệm. Nguy cơ tiếp theo từ công ty Trường Sinh, có 23 nhân viên hàng ngày đưa phích nước cho tất cả các khoa, bộ phận nấu cháo phở cung cấp theo yêu cầu của bệnh nhân và bộ phận nấu ăn hàng ngày cung cấp cho khoảng từ 5.000 đến 6.000 nhân viên trong Bệnh viện Bạch Mai ăn tại tòa nhà ở tầng 2. Ổ dịch tại Bệnh viện Bạch Mai khiến tình hình dịch bệnh tại Hà Nội trở nên phức tạp hơn, trong khi ngày 29 tháng 3, Hà Nội cũng bắt đầu phong tỏa khu chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Sanh Pôn với 41 bệnh nhân đang điều trị. Nhiều người nhà, bác sĩ trực cũng bị cách ly. Lý do là bệnh nhân thứ 175 đã làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai đã đi thăm con đang điều trị tại Bệnh viện Sanh Pôn vào tối ngày 26 tháng 3 và người này là dương tính. Đây là hình ảnh ổ dịch từ Bệnh viện Bạch Mai đã lan sang Bệnh viện Sanh Pôn. Chiều ngày 29 tháng 3, Bệnh viện Sanh Pôn đã có báo cáo gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, viết tắt là CDC Hà Nội, về trường hợp một bệnh nhân viêm phổi Vũ Hán, tức là bệnh nhân số 175, đến thăm con đang điều trị tại bệnh viện này. Theo đó, vào ngày 19 tháng 3, con trai bệnh nhân 175, tên là PDT, đến khám tại phòng khám chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn và được chuẩn đoán đứt dây chằng chéo trước gối trái, sau đó bệnh nhân về ngoại trú chờ mổ. Ngày 25 tháng 3, bệnh nhân D được mổ, nội soi tái tạo dây chằng chéo trước sau, sau đó về nằm điều trị tại phòng X3 khoa chấn thương chỉnh hình. Đến 19 giờ ngày 26 tháng 3, bệnh nhân 175 vào thăm con trai đang điều trị
sau phẫu thuật tại phòng X3. Theo lời khai của bệnh nhân 175, trong thời gian tới thăm con trai, phòng X3 có con trai bệnh nhân và một bệnh nhân khác. Tất cả đều đeo khẩu trang. Sau đó bệnh nhân ra về. Ngày 28 tháng 3, bệnh nhân 175 có kết quả dương tính với viêm phổi Vũ Hán. Bệnh nhân sau đó mổ là con trai của bệnh nhân 175 cũng được chuyển đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 cách ly. Bệnh viện Sanpon cũng đã tiến hành khử trùng toàn bộ đường đi, chuyển đi của bệnh nhân số 175. Đến chiều ngày 29 tháng 3 năm 2020, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội đã tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm đối với tất cả những người tiếp xúc gần bệnh nhân số 175 tại bệnh viện này. Và trước tình hình trên, chính quyền Việt Nam cũng đã tăng cường các biện pháp kiểm tra tình hình lây lan dịch bệnh với việc hạn chế hoạt động của các phương tiện giao thông công cộng trong thời gian 2 tuần tới đây. Đây là hình ảnh khu chợ Bến Thành cũng đóng cửa mặt tiền bên trong buôn bán tiểu hưu vào ngày 28 tháng 3 năm 2020, hình ảnh ghi nhận được. Chuyến bay chở khách nối giữa Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và hai thành phố nữa là Phú Quốc và Đà Nẵng đã được giảm tối đa kể từ ngày 30 tháng 3 cho đến ngày 15 tháng 4. Xuống mức mỗi hãng chỉ bay mỗi chuyến mỗi ngày, trong lúc toàn bộ các chuyến bay nội địa sẽ dừng hoàn toàn. Theo công văn hỏa tốc của Bộ Giao thông Vận tải ký ngày 29 tháng 3 năm 2020 đưa ra. Ngành đường sắt cũng quyết định giảm thiểu các tuyến đường nối Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội nối với nhiều địa phương khác ở miền Bắc. Xe bus nội hạt ở Hà Nội ngưng hoạt động. Trong lúc Sài Gòn giảm 50% xe nội hạt và ngưng toàn bộ các tuyến xe liên tỉnh. Hôm 28 tháng 3 năm 2020, Việt Nam cũng đã khuyến cáo các công dân ở nước ngoài không về nước. Theo số liệu các cơ quan y tế công bố vào cuối ngày thứ Bảy 28 tháng 3, hiện có 75.000 trường hợp tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch về Việt Nam đang cần được theo dõi sức khỏe và cách ly. Trước thông tin hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố có dịch đến các địa phương khác, hạn chế các chuyến bay và các hoạt động vận chuyển hành khách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội cũng như đến các nơi khác trên toàn quốc. Và thông tin Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sắp phong tỏa lan truyền nhanh chóng trên cộng đồng mạng. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Trước thông tin trên, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định thông tin phong tỏa một số thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh là không chính xác. Dù dịch diễn biến phức tạp nhưng vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, vào chiều ngày 29 tháng 3, sau một cuộc họp trực tuyến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với 5 thành phố lớn trong cùng ngày, Văn phòng Thủ tướng ra thông báo không loại trừ khả năng sẽ cách ly toàn bộ hai thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh nếu dịch bệnh tiếp tục phát triển theo chiều hướng xấu đi. Thông báo đã nêu rõ như sau. Chính quyền các tỉnh, thành phố phải sẵn sàng mọi điều kiện bao gồm nhân lực, phương tiện, bệnh viện dã chiến, lương thực thực phẩm và những vấn đề khác cho mọi tình huống, đảm bảo ứng phó ngay lập tức kể cả khi áp dụng tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh hoặc phải áp dụng các biện pháp như giới nghiêm, thiết quân luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh rà soát cập nhật phương án chống dịch bệnh trên toàn địa bàn, đảm bảo sẵn sàng cho cả các phương tiện cách ly an toàn cả thành phố, đảm bảo nguồn lực, nhất là lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong mọi tình huống và xử lý nghiêm đầu cơ tăng giá vật tư y tế và lương thực, thực phẩm. Và trước đó, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tìm ra và xử phạt hàng chục Facebooker đã đăng tin về việc phong tỏa hai thành phố lớn nhất cả nước này. Đây là hình ảnh Hà Nội vắng tanh sau những quy định mới có hiệu lực từ ngày 28 tháng 3 năm 2020. Ngày 18 tháng 3, thông tin phong tỏa Hà Nội cũng được lan truyền mạnh mẽ trên các mạng. Và đến ngày 20 tháng 3, chính quyền Hà Nội đã tìm ra và tiến hành xử lý 20 người sở hữu 20 tài khoản Facebook tung tin này. Giới chức Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 26 tháng 3 cũng cho biết họ sẽ xử lý nghiêm 10 tài khoản trên mạng xã hội tung tin giả. Việc phong tỏa tại thành phố trong 14 ngày. Theo báo cáo của báo Tuổi Trẻ, Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh vào hôm 26 tháng 3 đã xác minh được 10 tài khoản trên Facebook tung tin giả về việc này. Trong đó có 4 tài khoản hoạt động tại thành phố, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang làm việc với sở để xử lý những chủ tài khoản này. Trong khi đó, trang tin online của báo Lao động trích lời Phó Giám đốc Sở của Thành phố Hồ Chí Minh Từ Lương cho biết vào hôm 26 tháng 3 rằng qua xác minh ban đầu, xác định được 18 tài khoản mạng xã hội đã chủ động đăng tin không kiểm chứng,
thông tin sai sự thật về việc phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh. 8 tài khoản chủ động tháo gỡ thông tin, trong khi 5 tài khoản đang hoạt động ở Bình Định, Đồng Nai, Quảng Trị vẫn chưa tháo gỡ thông tin về việc phong tỏa thành phố Hồ Chí Minh. 5 tài khoản đang hoạt động ở nước ngoài đang tiếp tục được công an thành phố Hồ Chí Minh xác minh. Thông tin cho biết như vậy. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay thứ ba ngày 31 tháng 3 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de